Mọi người ha, tối hôm nay mình soạn cho mọi người con Lenovo ThinkPad L380. Đây cũng là cái dòng vỏ nhôm thôi mọi người, cũng giống như vậy thôi. Nói chung là cùng một cái model, có thể là khác nhau về giá, vì thứ nhất là cái option và thứ nhì nữa là cái ngoại hình xấu hay đẹp. Vỏ nhôm như con này là góc cạnh là không có bị cấn móp gì nè. Đó. Đây là vỏ nhôm màu đen, có chỗ này hơi mòn sơn xíu xíu mọi người. Đó. Không có ảnh hưởng gì hết, với chỗ này nó dạng như giống như là nó dính cái gì thôi, cảm giác vậy thôi. Đây cấn xíu xíu hoặc là trầy sơn gì đó mình cũng biết nữa, nhưng mà hai chấm rất là nhẹ, không ăn thua. Và đưa tay vuốt như thế này thì hoàn toàn mịn nha mọi người. Ở bên trong, à quên quên, quay luôn các ngõ kết nối đi. Ngõ USB nè, thẻ nhớ. Bên này thì có ngõ Type-C nè. Kết nối Type-C, USB, HDMI, các ngõ kết nối đầy đủ, và mình đặt cho nó là cái mã là C3 nha mọi người. Ở bên trong 13.3 inch, màn hình Full HD, option là Full HD, webcam đồ đầy đủ hết. Độ phân giải màn hình là mọi người 1920x1080 nha. Phím phím thì phím như vậy là cũng tương đối được mọi người, có nghĩa là ban đêm thì mình quay nó có những cái bóng, nhưng mà thực sự ra cái này rất là nhẹ mọi người. Cái dấu hiệu mà đã qua sử dụng á thì khi mà bấm số thì nó có tì vậy thôi, nhưng nó không phải là bóng loáng đâu, nó bóng mờ thôi. Và mình có tặng mọi người dán phím quốc tế, khi dán vào là rất là đẹp, giống như cái video vừa rồi mình vừa xong đó, vừa up lên cho mọi người xem á, không có bị mòn một chữ nào luôn, giữ nguyên này, êm zin xịn, bản chất zin xịn của phím Nhật này mọi người. Kéo rất là đã, không bao giờ biết là lật là cái gì hết, rất là êm mềm ha. Bàn ra chuột khá là đẹp, góc cạnh là tương đối ok ha, không có bị mòn hay gì hết. À, phím cũng vậy, phím thì có bóng nhẹ và có tặng dán phím quốc tế để mọi người dán vô. Cấu hình đây mọi người, nó là i5 Gen 8, RAM 8 GB. RAM này mình có thể là nâng cấp lên 16 GB, ok nè mọi người. Nó về sau thì mình để như vậy, mình không có nâng cấp không gì hết, mình làm biếng mọi người. Sau thì mình để vậy thôi, rồi mọi người muốn sau này mọi người muốn nâng cấp thì nâng cấp, còn không thì mình để như vậy thôi, tại vì nó còn một khe nữa để mình nhét vô. Cái dòng ThinkPad thì nó cực kỳ đơn giản luôn. Ban đầu mà nghe, thực sự những cái khách mà nghe kêu ừ thay RAM rồi lên vậy, không muốn dinh, muốn để nó dinh vậy, muốn để dinh vậy thì để vậy nha mọi người. Còn mà muốn sau này mình có điều kiện hay là mình cái nhu cầu mình cao, mình muốn nâng RAM thì nâng RAM chạy cho nó sướng vậy thôi. Còn đây là zin của nhà sản xuất, về là lúc cái option người ta ra sao thì mình để vậy luôn. SD256 đó, máy hoạt động hoàn hảo, và cái này là màn hình không có bị lỗi gì hết, không có bị lỗi gì hết nha mọi người. Màn hình đẹp, không có phản quang, không có gì hết trơn á, chỉ có là cái phím nó hơi bóng thế thôi. Mà cái bóng này thì cũng không ăn thua gì, không phải là bóng loáng lắm. Và ở bên ngoài thì đương nhiên là phải có những cái vết mà hơi mòn chảy xước như mà mình kể đó, nhưng cũng không có đáng kể gì. Và giá cho con này là 4,7 triệu, kèm sạc zin pin trên 3 giờ ha, RAM 8 GB. Cảm ơn mọi người nhiều, ai chốt thì inbox mình ha. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình.